Hiền cho chị có máu gọt với Hiền. Học cái chỗ cũng được không? Cho nó quay nghe, đừng cho đứng một chỗ. Ừ. Em kêu chiều em về em ăn mà. Con đi sợ máu. Con đi sợ máu. Quay cho em chị luôn, không quay, khó quay. Sao vậy? Đi nhanh quá à. Không phải đi nhanh mà kiểu khó quay cũng cái ta chỉ nó hình như nó tê sao á. Cái máu của chị á. Chị lắc đủ hướng mà lắc. Chị xí à. Nghĩa đó, ông đưa cái tay mà mình chẳng thấy luôn á, đưa qua đưa lại đó mà ông đưa xì ngang, ông đưa mình không thấy, ông đưa luôn, thấy tưởng tượng như ông ngồi biết một chỗ vậy đó. Chị nhỏ ở đây xíu nữa lên làm lại cho dì bán đây với nha. Hả? Ở đây xíu nữa làm khách. Sống cho chị chứ lên đây chứ ngầu cũng giống mốt. Xíu gì lon gì lon. Tiền gì lon chưa? Cái nhỏ à, thôi, cái nhỏ nó không nó dở, nó to vậy. Hiền hả? Không. Nhân bé chuẩn bị bé hăng rửa mặt, nhân lấy cái điện thoại của em, nhân quay em với. Quay 2 phút rưỡi gì, 3 phút kia đó. Nhân dở lắm. Mày đi học quá em hả? Ừ. Mày đi. Chị nhắn cái nút bên kia thôi là hắn quay được rồi. Đi. Cái kia nằm bên hông kìa. Kéo qua cũng được, không thì nó lướt qua. Chị nhắn giữ đi cái nút. Còn bây giờ bình thường hết á. Ừ, bây giờ bình thường hết. Rửa đã, chờ chị chờ hắn rửa cái chị quay từ bên em quay qua cái lại chỗ hắn quay, hắn đang quay video á.
Chi mà đợi trời. Quay đi nhà, quay đi nhà. Sáng nay thấy hiện nò cũng sợ sắp lớn. Chắc ngủ sớm không quen. Mày có ngủ sớm mà giữ cho cái độ chị nằm trước cho không khỏe. Do chị hỏi biết xong chưa? Con ngón đó nè, chỉ không bớt, chỉ không kê vô, chỉ đỡ ra vậy luôn. Thành ra che. Chỉ lồn vậy là họ đỡ đau á. Nhưng mà cái đó là lúc nãy bình thường thôi. Còn quay mà đỡ kia đó là che hết. Thank you.
chứ không kỹ chứ. Cái chạp này nó lại sưng lên, nó lại chẳng thấy cục mụn đâu.